Xin kính chào quý vị và các bạn. Ở phần trước tôi đã giới thiệu với quý vị về nguyên lý làm việc của văn bản mát. Ở phần này tôi sẽ giới thiệu với quý vị về vật liệu để làm văn bài phát. Văn bài phát hay còn gọi là văn cổng thường được làm bằng gang, thép inox hoặc bằng đồng. Vì làm bằng đồng có thể tốt hơn các loại khác nhưng chi phí giá thành cao nên ít khi được sử dụng rộng rãi phổ biến. Thân van thường được làm bằng gang dẻo hoặc gang xám, được sơn phủ epoxy. Tay quay điều khiển được đúc bằng gang hoặc thép cứng. Ti van được làm bằng thép inox hoặc bằng đồng, vì ti van được kết nối với lá van bằng đồng, chịu sự mài mòn của dòng chảy tốt hơn. Các đệm răng được làm bằng tên phôn hoặc răng cao su loại tốt để làm kín mặt bích. Bu lông ecu được làm bằng thép, lá chắn nằm vuông góc với dòng chảy, đồng thời mặt tiếp xúc với cánh và thân van bằng đồng, chống sự ăn mòn cao. Chính vì vậy, ti van bypass van cổng thường được dùng phổ biến trong nhiều lĩnh vực công nghiệp, dân dụng, nước, cứu hỏa, phòng cháy chữa cháy. Vừa rồi tôi vừa chia sẻ với quý vị và các bạn về vật liệu chế tạo van bypass. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.